Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 13 tháng 2 của kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay miền Bắc trời khá nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ cũng đạt mức cao nhất trong cả thời kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cao nhất trong ngày đạt ngưỡng từ 30 cho đến 32 độ. Tuy nhiên, tình trạng thời tiết oi nóng như thế này sẽ không còn kéo dài lâu, bởi theo dự báo ngay từ ngày mai một khối không khí lạnh từ phía Bắc sẽ di chuyển xuống nước ta, sẽ tác động và làm nền nhiệt ở miền Bắc giảm dần. Cường độ nắng trong những ngày không còn mạnh như hai ngày trước. Nhiệt độ cao nhất toàn khu vực có xu hướng giảm nhẹ và chỉ phổ biến ở mức từ 24 cho đến 27 độ. Riêng một số nơi thuộc phía Bắc như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La chịu tác động nhiều hơn của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên về trưa chiều nhiệt độ vẫn có thể đạt ngưỡng từ 30 cho đến 31 độ. Sau đó, từ khoảng chiều tối ngày mai 14 tháng 2, không khí lạnh tràn sâu xuống các tỉnh miền Bắc sẽ khiến thời tiết thay đổi rõ rệt. Trời chuyển nhiều mây, mưa nhỏ chỉ xuất hiện vài nơi, nhưng nền nhiệt sẽ sụt giảm mạnh mẽ từ khoảng ngày 15 tháng 2, trời chuyển rét. Với các tỉnh Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai, thời tiết cũng không có nhiều thay đổi. Do chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên nắng vẫn trải dài suốt dọc từ Thanh Hóa, Nghệ An đến các tỉnh thuộc cực Nam Trung Bộ như là Ninh Thuận và Bình Thuận. Nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn khu vực phổ biến ở mức từ 29 cho đến 32 độ. Thời tiết nói chung khá thuận lợi cho giao thông đi lại của người dân. Nhưng cũng từ đêm ngày mai, không khí lạnh tác động đến các tỉnh Bắc và Trung Bộ, thời tiết khu vực này cũng sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Trời chuyển nhiều mây hơn và nền nhiệt bắt đầu giảm dần. Năm xa về phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong những ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ này, Thời tiết trời tiếp tục nắng giáo không mưa, nhiệt độ trong ngày tại các tỉnh Tây Nguyên phổ biến ở mức từ 29 cho đến 32 độ. Còn đối với các tỉnh Nam Bộ, số giờ nắng trong ngày nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng từ 32 cho đến 34 độ. Riêng một số nơi thuộc các tỉnh miền Đông như là Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai còn có thể vượt ngưỡng 34 độ, trời oi nóng. Thưa bà con, hiện tượng Enino tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta, khả năng kéo dài đến cuối năm nay. Tình hình khô hạn tại nhiều tỉnh thành phía Nam diễn ra liên tục. Nắng hạn gay gắt đã ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và tác động tiêu cực đến đời sống của người dân. Để bảo đảm nguồn nước tưới trong toàn bộ mùa khô, các địa phương cần tập trung quản lý chặt chẽ nguồn nước tại các ao hồ, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm và hợp lý, nghiêm cấm các hành vi vi phạm việc bảo vệ nguồn nước dự trữ. Đồng thời cần đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp một số công trình thủy lợi để chủ động nguồn nước. Đối với những diện tích cây trồng cần nhiều nước tưới như là cà phê, thì bà con nên chủ động đào ao để tích trữ nước đủ tưới cho vườn cà phê, tận dụng địa hình và nguồn nước tại các khe suối để tăng thêm nguồn cung cấp nước. Và phần tiếp theo của bản tin, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Với khu vực các tỉnh phía tây Bắc Bộ, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ, cao nhất từ 27 cho đến 32 độ và độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Còn tại khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ, mây thay đổi có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ khoảng chiều tối và đêm mai trời chuyển nhiều mây và có mưa nhỏ rải rác ở các tỉnh vùng núi. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, cao nhất từ 24 cho đến 27 độ và độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Suy xuống miền trung. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ, cao nhất từ 27 cho đến 30 độ và độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Với khu vực các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 25 độ, cao nhất từ 28 cho đến 31 độ và độ ẩm trung bình từ 77 cho đến 82%. Trở lên vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 31 độ và độ ẩm trung bình từ 76 cho đến 81%. Cuối cùng là những thông tin thời tiết ở khu vực các tỉnh Nam Bộ. Mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, cao nhất từ 31 cho đến 34 và độ ẩm trung bình từ 72 cho đến 77% những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo